Hi, xin chào bạn. Thật là bất ngờ trong đêm qua thì bé chồn FS tại shop đã đẻ nữa rồi. Bây giờ này thật tiếc là bé đẻ ra hình như là chỉ có hai bé còn sống thôi. Nãy giờ thì đây mình đã cố gắng lâu rồi chọn cho bé một cái chỗ tốt hơn. Nè, gì con? Nó chăm con đi nè. À, được rồi, đau. Đau. Chắc nó mới đẻ con xong hơi khó chịu. Dạ, thôi chăm con đi con. Hôm nay là ngày 9 tháng 4 nha. Bây giờ cố gắng cứu coi còn được bé nào không. Không phải đơn giản khi mà đẻ được chồn FS nha các bạn. Mình sẽ theo dõi tiếp cái quá trình năm nay coi bé này có chăm được con hay không. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bé Shop nha các bạn. Đây, chỉ còn hai baby. Để trong đêm mà không biết tại sao không cứu được mấy bé này nữa, buồn ghê. Vậy nha, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Vâng, lúc nãy mình đã bỏ mấy bé chồn chết vô để xem bé này nó chăm không. Thì quy luật nguyên tắc của nó sẽ kiếm chê bé nào khỏe thì nó sẽ cứu, còn yếu thì nó sẽ ăn. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó đang khoảng 1-2 con rồi, cứ phải quăng vô cho bé mẹ nó liếm vậy đó. Nếu mà cứu được thì nó sẽ cứu, còn không thì nó sẽ ăn để lấy sức khỏe lại thôi. Nguyên tắc nó là như vậy, bắt buộc rồi. Hy vọng còn hai bé nó sẽ đủ sức nó cứu được, nó nuôi được đến lớn. Năm ngoái thì bên shop cũng đã đẻ được một lần, cũng đẻ ra và chỉ nuôi lớn được hai bé thôi, các bé còn lại yếu thì nó sẽ tự nó ăn. Đợt này thì vừa mới đẻ ra nó bị rớt xuống, chết mất tiêu hết năm bé rồi, bây giờ chỉ còn hai bé. Hy vọng hai bé này sẽ còn sống nha các bạn. Đây, còn hai bé sống, còn năm bé còn lại thì nó đang ăn, giờ lấy sức thôi. Chúng ta cứ để bé vô một chỗ yên để nó nuôi con đó bạn.